Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và trong video hôm nay thì em vừa mới hoàn thiện xong một bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia với kích thước chân 12 kê lên khu vực trưng bày chính của nhà em để tiện thể trong cái việc livestream và cũng như là cho cái việc mà các bác đến tận nơi xem hàng. Và em xin phép quay lên cho các bác một cái bộ sản phẩm Hoàng Gia chân 12 với một cái mức đầu tư rất là phải chăng. Thì bộ sản phẩm này bao nhiêu món và kích thước dày dặn như thế nào thì các bác cùng theo chân em đi đến cuối video thì em sẽ thông báo cho các bác về cái mức đầu tư của bộ sản phẩm này ạ. Đầu tiên đối với một bộ sản phẩm thì em nghĩ là cái chi tiết quan trọng nhất đó chính là chi tiết đoạn dài. Và phần đoạn dài ở đây thì em đang làm chiều dài là 2m60. Đối với dáng hoàng gia thì đó là những cái dáng mà đục hoa hồng và những cái chi tiết hoa lá tây. Thì những cái dáng này ý, khi mà nhà mình sử dụng ý, về lâu về dài nó sẽ giữ được giá trị và đặc biệt là không bao giờ sợ lỗi mốt. Các bác có thể nhìn thấy những cái bông hoa hồng nhà em làm rất là bay và đục rất là nổi. Nhìn nó ra dáng thật sự cái bông hoa, nó không tẹt. Các bác nhớ nhìn bông hoa hồng nó sẽ không bị tẹt. Và đặc biệt là cái phần trương của bộ 12 này ấy, thì em làm một cái độ dày là dày 8 phân. Nếu mà nhà mình sử dụng trương hoàng gia 14 ấy, thì nó sẽ dày là 10 phân. Nhưng cái hàng 12 thì thứ nhất là cái mức đầu tư nó thấp hơn, thứ hai là cái độ dày dặn của nó sẽ mỏng hơn hàng 14 một chút. Cho nên là cái phần trương của hàng 12 em sẽ làm là dày 8 phân. Vách tựa lưng của bộ này thì em làm mẫu là vách tựa lưng khung gương. Hoặc là nhà mình có thể gọi đây là vách tựa lưng để trơn cũng được. Rất là dễ trong cái việc lau chùi. Và đặc biệt là tay thì em vẫn làm tay đặc hoàn toàn. Đó, tay thì là dáng tay chữ S. Vẫn là dáng tay đặc hoàn toàn 100%. Cái điểm đặc biệt thứ hai của bộ sản phẩm này thì em làm là hàng dày dặn các bác nhé. Tức là độ dày của khuôn tranh là 4 phân. Đây ạ. Độ dày của khuôn tranh là 4 phân và tấm ván là 2 phân. Nhưng cái chi tiết đường nét đục chạm được nhà em đục tỉa rất là kỹ. Mặt ván thì vân veo chọn lựa này. Rồi là mép ghế thì có những cái đường lượn sóng như thế này. Đó, rất là đẹp, nhìn trông rất là mềm mại. Thậm chí là kể cả dưới yếm em cũng có lượn sóng. Đấy, rất là mềm mại, nhìn nó hòa hợp với nhau. Nhìn nó nhìn lên cái dáng của bộ sản phẩm nó rất là trường và nó rất là hài hòa. Nhìn thật sự luôn là nó đập vào mắt là một cái bộ sản phẩm rất là đẹp mắt, cầu kỳ. Những cái đường nét đục chạm này. Bộ này thì em đã hoàn thiện xong rồi ạ. Như thế này là đã hoàn thiện xong đủ 7 nước sơn. Ngoài đoạn dài ra thì sẽ có hai chiếc ghế đơn cũng rất là quan trọng đối với một bộ sản phẩm. Hai chiếc ghế đơn này thì em làm chiều ngang là 1m07. Sâu của bộ sản phẩm này sẽ là sâu 75. Chân này là dáng chân 12, sẽ phù hợp ở những cái diện tích phòng khách từ 20 đến 25m2 các bác nhé. Và bộ sản phẩm này sẽ kèm theo một chiếc bàn lớn. Mặt bàn của bộ này thì em đục Louis hoa lá tây. Đó, rất là hòa quyện với cả tổng thể chi tiết sản phẩm. Chiều rộng của mặt bàn thì em làm là rộng là 75, dài là 1m57. Đi kèm theo là chính là hai cái chi tiết nhỏ của bộ sản phẩm này, đó chính là một chiếc đôn kẹp ghế và một chiếc đôn ngồi. Đó, một chiếc đôn ngồi. Đôn ngồi thì kích thước em làm là 40x40 ạ. Và đôn kẹp ghế này thì là 40x50. Đôn kẹp ghế và đôn kẹp ghế và mặt bàn thì em sẽ tặng kèm theo kính. Đấy, một bộ thì sẽ có 6 món như vậy. Và bộ sản phẩm này nó đặc biệt hơn ở cái điểm đó là em sẽ đục hai mặt. Mặt trước và mặt sau đều đục. Đó, đây là mặt sau ạ. Đây là mặt sau của bộ sản phẩm này. Mặt trước và mặt sau đều đục. Và tổng thể bộ sản phẩm này hiện tại đang có mức đầu tư là 60.800.000. Một bộ chân 12. Nó rất là vừa túi tiền của các bác. Và ngoài ra thì bên em sẽ có chế độ bảo hành sản phẩm trong vòng 5 năm. Miễn phí vận chuyển 50km đầu tiên. Và một đổi một trong vòng 1 tháng đầu tiên sử dụng. Các bác nào mà quan tâm đến những mẫu mã sản phẩm Hoàng Gia và với cái mức đầu tư vừa tầm như thế này, các bác có thể liên hệ cho em qua số điện thoại mà em đã có ghi ở phía dưới góc bên trái màn hình. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.